Phần mềm quản lý lớp học Cladozo là một ứng dụng giao tiếp đẹp, an toàn và đơn giản dành cho giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh để xây dựng cộng đồng lớp học tuyệt vời. Với giao diện cực kỳ đơn giản của ứng dụng, việc theo dõi điểm danh và ghi lại hành vi của học sinh chỉ trong tích tắc. Và Cladozo đã tạo ra các cái báo cáo hữu ích mà giáo viên có thể chia sẻ với cha mẹ học sinh và đồng nghiệp. Hôm nay thì cô giáo sẽ hướng dẫn các bậc cha mẹ học sinh cách tải app Cladozo về điện thoại của mình để chúng ta tiện trong cái việc theo dõi các việc học của con ở trên lớp và có thể phối hợp với giáo viên chủ nhiệm như là công tác kết hợp gia đình và nhà trường. Thì đầu tiên cha mẹ học sinh sẽ vào giao diện điện thoại có trên màn hình của mình và vào nhấn vào cái App Store. Ở đây thì chúng ta sẽ tìm đến cái giao diện Google và nhập Cladozo. Thì rất nhanh sau đó thì Cladozo sẽ xuất hiện cái giao diện của mình, và cái biểu tượng con monster màu xanh. Và trước tiên thì chúng ta cùng quan sát toàn bộ cái giao diện chính của cái Cladozo này. Tôi thấy nó là giao diện dành cho một lớp học. Ở đây thì chúng ta sẽ nhấn vào sign up. Chúng ta sẽ đăng nhập vào Cladozo với cái tư cách là một phụ huynh. Ứng dụng Cladozo sẽ hiện ra và chúng ta sẽ nhấn vào cái biểu tượng của đám mây và để tải cái app đó vào máy điện thoại của mình. Đây chúng sau khi mà áp tải xong, chúng ta sẽ nhấn vào mở. Cladozo sẽ gửi chúng ta những cái thông báo quan trọng. Chỗ này thì chúng ta sẽ bắt đầu nhập cái tài khoản của mình để đăng ký phụ huynh. Trước tiên thì chúng ta sẽ nhập họ của mình trước ạ. Sau khi nhập họ, chúng ta sẽ nhập đến tên, nhập một cái email và một cái mật khẩu nào đó dễ nhất và tiện để theo dõi, và nhấn vào cái nút đăng ký. Tại giao diện Cladozo thì nó sẽ đưa cho chúng ta hai thông tin. Nếu mà chúng ta đã có app rồi thì chúng ta sẽ mở cài đặt. Còn ở đây là chúng ta chưa có app, chúng ta sẽ nhấn vào Get App, là tải app lên máy của mình. Ta sẽ đăng ký tài khoản của phụ huynh. Như vậy là chúng ta đã có được cái app của Cladozo. Chúng ta sẽ nhấn vào cái phần tiếp theo, đó là phần đăng ký của phụ huynh. Chúng ta chọn cái biểu tượng tôi là phụ huynh. Chúng ta chú ý là lần đăng nhập thứ hai này là lần đăng nhập để mà chúng ta đăng ký cái tài khoản của mình. Chúng ta sẽ tạo tài khoản dành cho mình. Nếu mà chúng ta đã có, chúng ta sẽ nhấn vào tôi đã có. Còn nếu chưa, chúng ta sẽ nhấn vào tạo tài khoản dành cho mình. Ở giao diện này thì chúng ta sẽ bắt đầu nhập lại lần nữa họ và tên của mình lần thứ hai. Chúng ta sẽ nhập họ trước. Sau đó thì chúng ta sẽ nhập đến tên của mình. Và nhập email cũng như là mật khẩu cho cái tài khoản của cái việc đăng nhập vào lớp học của con mình. Vì ở đây thì cái mật khẩu nó sẽ đưa chúng ta là một cái mật khẩu mạnh. Chúng ta sẽ chuyển xuống phía dưới, nhấn vào chọn mật khẩu của riêng mình. Sau đó thì chúng ta sẽ nhập cái mật khẩu theo cái cách mình dễ nhớ nhất. Ở đây thì phụ huynh sẽ nhấn vào cái giao diện của thêm trẻ.
và chúng ta sẽ nhấn vào cái Agile Voice Code, nghĩa là chúng ta đã được giáo viên chủ nhiệm cung cấp cho mã code, chúng ta sẽ nhập vào đây. Sau khi mà nhập xong cái mã mà giáo viên chủ nhiệm cung cấp cho chúng ta thì chúng ta sẽ kiểm tra lại cái mã số đó thật chính xác và chúng ta sẽ nhấn vào đó. Như vậy là một lần nữa cái giao diện mong muốn chúng ta sử dụng cái tài khoản Pro của họ, chúng ta không sử dụng, chúng ta đã có thể đóng nó vào. Đây là hoàn tất hồ sơ của bạn. Thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ nhấn vào cái phần ảnh đại diện. Nếu chúng ta muốn thay đổi một cái ảnh đại diện của con thì chúng ta có thể nhấn vào đó. Hoặc chúng ta có thể sử dụng luôn cái con mang tơ mà bên Classdojo cung cấp. Ở phía dưới này đó chính là cái lớp học của con mình. Ở đây thì có một số cái hoạt động mà chúng ta có thể update lên đó. Trong cái phần chia sẻ hình ảnh của con này thì chúng ta thấy là chúng ta có thể sử dụng một cách là chụp ảnh trực tiếp, hoặc là chúng ta có thể lựa chọn là ảnh ở trong máy. Thì cái phần lựa chọn ảnh này thì phụ huynh có thể là tham khảo thêm, chúng ta tìm hiểu sau. Chúng ta có thể mời một phụ huynh nữa tham dự. Ví dụ như là mẹ đã có đăng nhập vào cái app này rồi, bây giờ chúng mẹ lại muốn bố đăng nhập vào nữa, thì chúng ta cũng có thể gửi cái tin nhắn đó tới một phụ huynh khác, tới bố hoặc là ông bà, để có thể đăng nhập vào cái lớp học của con. Chúng ta nhập số điện thoại vào đây. Và chúng ta có thể là gửi lời chào tới giáo viên của con mình. Chúng ta có thể nhắn tin bằng email hoặc có thể là nhắn tin bằng tin nhắn thông thường. Như vậy là chúng ta đã xong cái thao tác ban đầu. Bây giờ chúng ta đi vào cái lớp học của con mình. Ở đây chúng ta thấy là cái giao diện của hai anh đã hiện ra. Có thể bấm student login, và đây chúng ta thấy là có một cái giao diện mới thông báo về cái kết quả học tập của con mình trong tuần. Vẫn là một cái giao diện mà mong muốn chúng ta sử dụng cái tài khoản mất phí, nhưng chúng ta không sử dụng, chúng ta có thể nhấn vào đó để tắt nó đi. Đây là cái kết quả theo dõi con mình trong một cái tuần vừa qua của bạn anh. Chúng ta thấy là điểm số của con rất là tốt, với 100% điểm tích cực. Hiện nay con đã có 12 điểm. Chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết cho cái điểm số của con mình. Ví dụ như ngày 9 tháng 9 là con có 3 điểm do được tham dự buổi học Zoom và được cô giáo tặng. Rồi con hăng hái phát biểu, con được 2 điểm nữa. Con tham gia buổi học Zoom của ngày 9 tháng 7, con có 3 điểm. Và ngày 9 tháng 6 thì con có một cái điểm may mắn và 3 điểm tham dự cái buổi học Zoom đó. Đó là một kết quả rất là tốt. Đấy là 100% điểm số của con ở đây. Đó thì chúng ta có thể tìm ra ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày Chủ nhật thì con không tham gia lớp học, chính vì thế mà con không có điểm đánh số. Ở đây thì tiếp tục con có thể là tìm về cái điểm của tuần trước. Đây là cái điểm tuần này. Nếu chúng ta muốn tìm về tuần trước thì chúng ta thấy là đây. Ngày 5 tháng 9 con tham dự buổi học Zoom nên con được 3 điểm.
mà con được cô giáo mừng lì xì 5 điểm. Vậy ngày 4 tháng 9 thì do bố mẹ tham dự cái buổi học Zoom cho nên là con được 3 điểm cô giáo tặng. Cái kết quả của con rất là tốt. Và với cái điểm số đó của con thì phụ huynh cũng có thể là theo dõi để đánh giá và cho điểm của con. Thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta cũng có thể lựa chọn một cái điểm nào đó, một điểm số nào đó cho con để khen thưởng cho con. Và chúng ta có thể sửa thêm một cái tính năng đó, chúng ta nhập vào đó và chúng ta chỉnh sửa cái tính năng của nó. Nếu như chúng ta thấy con mình có một cái điểm số nó tốt thì chúng ta cũng có thể cho con điểm. Đây là bố mẹ chia cho con điểm nào cả. Chúng ta cũng có thể cho con của mình một cái điểm nào đó để động viên con. Như vậy là bạn đã cho con mình cái điểm số đầu tiên. Đó, đây chính là điểm số đầu tiên của con mình. Và ngay lập tức thì cái điểm số đó cũng sẽ được báo về cái tài khoản của cô giáo. Và cô giáo cũng nắm bắt được thế nào. Thêm cái thông báo của cô giáo. Hiện tại thì chưa có cái thông báo gì cả, nên là chúng ta không thấy cái thông báo gì ở đây. Cái chuông chính là cái biểu tượng của thông báo. Tôi sẽ nhấn vào cái dấu ba chấm này để kiểm tra xem cái tài khoản này có phải của Hà không. Nếu của Hà thì chúng ta để, ta bấm vào hủy. Nếu mà không phải là Hà, chúng ta có thể gỡ bỏ đi. Nếu trường hợp mà trong gia đình có hai chị em hoặc hai anh em cùng sử dụng cái ứng dụng ClassDojo này thì chúng ta cũng bấm vào cái phần thêm trẻ và chúng ta cũng lại thao tác giống như cái lúc ban đầu để chúng ta đăng nhập thêm cái mã số của con mình. Sau đó thì trên màn hình giao diện của chúng ta sẽ lập tức xuất hiện tên của hai con của gia đình mình, Hà Anh và Thảo Anh. Và chúng ta cũng có thể kiểm soát cái việc thi đua của con mình giống như là bạn đầu tiên. Chúng ta cũng có thể xem điểm số của tuần này, ngày hôm nay, rồi của tuần trước. Là cũng chưa có cái nội dung gì cả. Nếu như có nội dung gì đó chúng ta có thể áp vào đó. Và đây chúng ta thấy là giao diện của ba người. Chúng ta bấm vào đó thì chúng ta thấy là cái giao diện của giáo viên chủ nhiệm này, của học sinh này và của phụ huynh. Những trường hợp mà gia đình chúng ta cũng đợi, nếu như mà chúng ta không muốn sử dụng cái tài khoản của mình, chúng ta có thể đăng xuất. Chúng ta cũng có thể là, nếu là giáo viên thì cũng có thể đăng xuất khỏi tài khoản của mình.
còn học sinh cũng như vậy, có thể đăng xuất ra để chúng ta đăng cập một cái tài khoản khác. Cái phần mềm Classdojo là một phần mềm rất hữu ích trong cái việc phối kết hợp giữa nhà trường với gia đình trong cái việc mà giáo dục học sinh. Và cô giáo cũng đã chia sẻ cho các bậc phụ huynh cái cách tải app và cái cách khai thác cũng như là sử dụng cái Classdojo này. Trong quá trình sử dụng thì chúng ta sẽ khám phá thêm để tìm được những cái điều hay ho hơn nữa. Và chúc các bậc phụ huynh sẽ có được cái niềm vui và kết hợp được với giáo viên chủ nhiệm trong cái việc giáo dục con mình trở thành những con người có ích cho xã hội. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những cái phần mềm sau.